À, lời đầu tiên thì cho phép Mai Hậu gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các anh chị đang có mặt trong Zoom ngày hôm nay nha. À, thực ra thì nãy giờ Mai Hậu thấy mọi người chia sẻ về Vita C thì Mai Hậu cảm thấy trời ơi, rất là tuyệt vời và bản thân mình cũng đang sử dụng một cái sản phẩm rất là tuyệt vời như vậy. Hôm nay thì đến với mọi người để mà nhằm chia sẻ với các anh chị những cái kiến thức về Vita C cho mình có thể là hiểu tường tận về Vita C hơn, cũng giống như là mình có thể tự tin để mình tư vấn cái sản phẩm này cho nhiều người hơn, đưa cái sản phẩm tốt mà chúng ta đang dùng để khiến cho nhiều người phụ nữ hoặc là nhiều người đàn ông có thể cải thiện được những vấn đề về da giống như là chúng ta, được không ạ? Và hôm nay thì thực sự đây là Vita C mà Mai Hậu rất là nghiện, các anh chị, gọi là nghiện luôn chứ không phải là gọi là bình thường nữa. Thì đến với các anh chị ngày hôm nay thì sẽ chia sẻ các anh chị những cái kiến thức về Vita C nha. Ok, Mai Hậu sẽ share cái slide rồi. Đây là cái hình ảnh của cái hộp Vita C. Nhưng mà các anh chị lưu ý là ở bên BC thì có hộp lớn và lọ nhỏ. Nha các anh chị nhá. Một cái hộp như thế này á thì nó có 6 lọ các anh chị. Nó có 6 lọ. Và dung tích mỗi lọ á là 10 ml, và chúng ta cũng có một hộp lẻ. Hộp lớn á thì là giá của nó là 2.610, còn hộp nhỏ á thì là 499.000. Và Vita C á thì đến từ thương hiệu Newland Elnator. Elnator nha các anh chị nha. Mai Hậu thì hay gọi nó là Newland quen rồi các anh chị. Và ở đây thì là Mai Hậu muốn chia sẻ với các anh chị một chút xíu về xuất xứ của cái sản phẩm Newland này. Newland á thì được thành lập năm 2008, rất là lâu rồi các anh chị. Và 2 năm liền là năm 2010, 2011 là nhận giải Carolina Master Band Brand. Đó thì thực sự là đây là sản phẩm cực kỳ, phải nói là rất là chất lượng nên là mới được nhận giải lớn như vậy các anh chị. Cái giải này vô cùng lớn ở Hàn Quốc nha các anh chị nha. Và Newland á thì có chứng nhận ISO. ISO thì một trong những cái chứng nhận về thực sự là về một cái lĩnh vực về 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 làm đẹp thì cũng rất là hiếm. Và cái thứ hai nữa là GMP, đó là chúng ta có hai cái chứng nhận này nha các anh chị. Thực ra thì với cái châm ngôn của cái sản phẩm về về Vita C và Newland á, luôn cả cái thương hiệu Newland, thì nó là một trong những cái châm ngôn thuần về thiên nhiên. Nên khi mà chúng ta nói đến mỹ phẩm mà thuần về thiên nhiên á, thì nó lại rất là an toàn. Và thay vì các anh chị lựa chọn những cái sản phẩm về hóa học thì nó sẽ ảnh hưởng đến đến nó có những cái tác dụng phụ ảnh hưởng đến da, đúng không? Còn riêng về những cái thành phần về thiên nhiên thì thực sự nó rất là an toàn cho cái làn da. Và khi mà Mai Hậu sử dụng Vita C thì Mai Hậu cũng cảm thấy là thực sự rất là tuyệt vời. Ở đây thì Mai Hậu sẽ nói một chút xíu về những cái vấn đề mà Vita C có thể giúp cho các anh chị được. Thực ra thì nó ở trong máu của mình rồi nên là mình có thể chia sẻ với các anh chị một cách rất là cặn kẽ về cái sản phẩm Vita C này. Và bản thân của Mai Hậu á thì có kinh nghiệm bán Vita C hơn 2 năm các anh chị, nên là Mai Hậu đã gặp rất nhiều những cái khách hàng đa dạng, rất là nhiều những cái khách hàng, và Mai Hậu tiếp cận rất nhiều. Thì cái sản phẩm Vita C này nó có những cái công dụng như là se khít lỗ chân lông này, nó cải thiện những cái nếp nhăn, nếp chân chim, nó cải thiện những cái vấn đề về chảy xệ, về lão hóa làn da, nó hỗ trợ điều trị những cái vấn đề về thâm mụn, nha các chị, thâm mụn này, và những cái hỗ trợ về những cái vấn đề về về nám, sạm, tàn nhang, nó sẽ hỗ trợ rất là tốt nha các chị, nó sẽ hỗ trợ rất là tốt. Và ở đây thì riêng về cái sản phẩm Vita C thì nó còn kích thích là gì? Tăng sinh collagen, nó kích thích là tăng sinh collagen, nó giúp cho chúng ta cải thiện được elastin và collagen ở bên trong, ở bên trong. Thì ở đây thì là gì? Chúng ta sẽ có rất nhiều những cái tác nhân gây hại, từ từ tia UV đến lại là những cái tác nhân gây oxy hóa, rồi là dù mỹ phẩm bị bào mòn da, hoặc là chúng ta sử dụng những cái sản phẩm mà có rất nhiều những cái độc tố, hoặc trong da ta có nhiều độc tố, thì Vita C nó cũng sẽ hỗ trợ để mà cải thiện những cái vấn đề trên. Vấn đề trên thì thực sự là nó giống như là một cái bảo bối Doraemon của Mai Hậu vậy các anh chị. Và ở đây á thì các anh chị có thể chụp lại cái màn hình này để có thể biết được rằng cái Vita C nó giải quyết được những vấn đề gì ha. Nãy thì Mai Hậu đã có thể nói qua một lượt cho các anh chị biết rồi. Nó hỗ trợ điều trị nám sạm và cải thiện những cái nếp nhăn, xóa mờ thâm sạm, mụn thâm, đúng không? Se khít lỗ chân lông, nâng cơ và trẻ hóa làn da, và kích thích tăng cường sản sinh collagen và elastin ở ở trong cái làn da của mình. Thì các anh chị có thể chụp cái này lại để mà các anh chị có thể chia sẻ lại cho khách hàng của mình nhé. Ok, thì ở đây á, có một số những cái bước cơ bản.
thì Mai Hồng nghĩ rằng đây là một trong những cái bước cơ bản để chăm sóc da, thì các anh chị cứ chụp lại để mà mình biết rằng là mình sẽ chăm sóc da như thế nào. Nhưng mà Mai Hồng bổ sung thêm thôi, còn hôm nay thì sẽ tập trung vào cái sản phẩm Vita C để chia sẻ cho các anh chị hiểu là Vita C nó có tác dụng như thế nào. Mà nãy giờ các chị em lại chia sẻ là đó là một cái sản phẩm rất là hay đúng không? Sản phẩm rất hay và Mai Hồng cũng rất là nghiện luôn. Ok, thì ở đây á, các anh chị, Vita C á, thì nó là một trong những cái thực sự là nó là một cái dạng ẩm thô, nó là một cái dạng ẩm thô. Các anh chị biết rồi, chúng ta trong cái bước dưỡng á, thì chúng ta có đến 4 bước nha các anh chị nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi theo cái quy trình từ lỏng đến đặc. Thì Vita C này đến là ẩm thô. Ẩm thô á, là cái hàm lượng dinh dưỡng của nó rất là cao. Nó cao hơn rất nhiều so với lại là serum và cream và cả tinh chất luôn. Nên là gì? Trong cái quy trình chăm sóc da, ampoule là cái thằng mà phải xếp ưu tiên hàng đầu. Các anh chị nhớ nhé. Nên là cái dạng ampoule là một cái dạng mà nó còn gọi là cái hàm lượng dinh dưỡng của nó, nếu mà so ra với cái thằng serum mà các anh chị đang xài á, cái hàm lượng dinh dưỡng của nó gấp ít nhất là 20 lần so với cái thằng serum khác. Các anh chị hình dung. Nên là riêng về ẩm vô, cái hàm lượng dinh dưỡng của nó vô cùng dồi dào. Thành ra là gì, Mai Hồng mới nói rằng là nó hỗ trợ để mà điều trị những vấn đề về nám này, hay là nó cải thiện vết thâm mụn để lại, hoặc là những cái vết côn trùng cắn ấy, rất là nhanh, rất là nhanh. Chính là cái điều như thế. Và hơn nữa là gì, nó là một trong những cái Vita C ở thế hệ thứ 3. Và ở đây là sự kết hợp giữa vitamin tinh khiết và các tế bào gốc thực vật giúp tăng sinh sự tổng hợp về collagen và elastin nha các anh chị. Và trong Vita C thì các anh chị có một cái điều lưu ý như này. Chúng ta dùng Vita C thì chúng ta chỉ dùng từ cái mức từ 10, Vita C 10% đến 13% thôi. Còn nếu mà các anh chị dùng lớn hơn á, thì nó lại cái nồng độ nó cao quá, các anh chị lại hay bị dễ bị kích ứng, rồi hay bị nổi mẩn rồi này kia, khi mà chúng ta chú ý đến Vita C nha. Còn nếu như mà dùng mà dưới 10% thì nó lại nhẹ quá, nó không cải thiện được vấn đề của ta là bao nhiêu. Nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng Vita C 12% á, thì thực sự là nó ở cái mức giữa, và Newland lấy 12% là cái mức giữa để có thể là hỗ trợ cho cái làn da ta một cách gọi là ok nhất, đúng không ạ? Rồi ok, thì ở đây á, có hai cái điểm mà Mai Hậu muốn các anh chị lưu ý trong cái sản phẩm Vita C thôi, không cần nhiều, và Mai Hậu chỉ cần các anh chị nắm hai cái điểm này. Thứ nhất là gì, Vita C nó đến từ nguồn gốc của thực vật, và các anh chị biết rồi, nó được chiết xuất từ tế bào gốc của 17 loại thảo dược. Nếu như gọi là tế bào gốc á, thì là những cái tế bào ban đầu và giàu chất dinh dưỡng nhất. Nó là tế bào ban đầu và giàu chất dinh dưỡng nhất. Thế nên là gì? Khi mà các anh chị sử dụng tế bào gốc từ 17 loại thảo dược là rất là lành tính rồi. Tại vì các anh chị hình dung, nếu mà các anh chị có chặt đi một cái cây á, ngày mai nó sẽ khô cái mũ lại và nó sẽ đâm chồi nảy lọc, thì cái việc mà để mà tái tạo lại những cái vết thương cho cái Vita C thì hoàn toàn rất là vi diệu. Nên là gì, khi mà làn da của các anh chị có những cái vết thâm mụn hay là những cái vết thương nho nhỏ thôi, các anh chị bôi vào thì nó hơi rát một tí đó, nhưng mà nó hồi phục rất nhanh. Nó hồi phục rất nhanh. Tại vì là gì? Nó cung cấp tế bào gốc vào trong cái làn da của mình. Và riêng về ẩm pô thì nó lại là một trong những cái dạng hấp thu vào da cực kỳ gọi là đỉnh luôn. Khi mà các anh chị thoa vào thì nó sẽ thẩm thấu sâu vào bên trong tận lớp trung bì, lớp biểu bì da ta, để nó tái tạo da từ bên trong, chứ nó không chỉ ở bên ngoài da. Nên là các anh chị sẽ thấy là khi mà chúng ta thoa thì lưu ý là chúng ta massage khoảng tầm là 2 đến 3 phút gì đó cho cái làn da ta nó được nâng cơ, kéo ngược chiều lão hóa. Với kinh nghiệm của Mai Hậu khi sử dụng Vita C là như thế. Và sau khi đó thì chúng ta massage, nó sẽ thẩm thấu vào sâu trong cái da của chúng ta hơn, và hồi phục cho làn da ta thơ hơn, và nó sẽ không có bị những cái vấn đề về bết rít. Có một số lưu ý là anh chị nào mà sử dụng Vita C mà các anh chị mà không massage thì các anh chị sẽ bảo rằng là hơi nhờn một tí. Nhưng mà các anh chị lưu ý là mình phải massage thì nó thẩm thấu và nó khô thoáng ngay luôn nha các anh chị nha. Lưu ý cái chỗ đó giúp Mai Hậu. Thì ở đây thì Mai Hậu chỉ nói một số những cái thành phần, ví dụ như là lô hội, hạt kiều mặt, hạt thầu dầu và chiết khấu rễ cây hóc vít đỏ, những cái gọi là dược liệu rất là quý hiếm, chiết xuất từ cây sọ acai này, chiết xuất từ 6 loại nấm nước có chứa 3 loại hạt chất chống oxy hóa.
thì chính là cái sản phẩm này được chiết xuất từ những cái loại nấm này, nên là nó có thành phần chống oxy hóa cho chính nó luôn. Nên là các anh chị thấy là sử dụng cái Vita C thì nó rất là hiệu nguyện các anh chị, và bởi vì là nó cũng chống oxy hóa cho chính nó luôn, nên là cái thành phần cái sản phẩm này nó có thể giữ được lâu hơn so với những cái sản phẩm Vita C khác nha các anh chị. Và đây thì là gì, khi mà chúng ta sử dụng cái tế bào gốc của 17 loại thảo dược á, thì nó sẽ giúp cho chúng ta nâng cơ và trẻ hóa da, tại vì nó đi vào trong da của mình á, để nó tái tạo lại da và cải thiện những cái gọi là nếp nhăn, và nó tăng sinh collagen, elastin để nó tái tạo lại da từ bên trong. Nên là gì, nên là khi mà các anh chị sử dụng á, thì trong khoảng tầm 14 ngày á, nó sẽ tái tạo lại lớp biểu bì và trung bì. Và đến 28 ngày á, thì nó tái tạo lại toàn diện. Nên để mà các anh chị nhìn thấy cái da của các anh chị nó đẹp nhất là các anh chị nên chụp hình trước khi mà dùng đi. Xong rồi 28 ngày sau các anh chị chụp lại thì các anh chị sẽ thấy là thực sự mình thay đổi rất là nhiều. Từ cái làn da của mình có nếp nhăn này, các anh chị để ý nếp nhăn ở khóe mắt này, ở khóe miệng, và cái độ chảy xệ của cái làn da thì các anh chị sẽ có thể cải thiện. Đây là một cái sản phẩm mà đối với Mai Hậu thì Mai Hậu xem nó giống như là cái sản phẩm mà cứu rỗi cái thanh xuân của Mai Hậu vậy đó. Thì thực sự là như thế. Và ở bên phụ nữ Hàn Quốc á, thì các anh chị ở Việt Nam thì đa phần là mình sử dụng serum hoặc là cream là nhiều, nhưng Hàn Quốc người ta ưu tiên cái bước này, và giống như là cái sản phẩm gối đầu giường của họ vậy các anh chị. Người ta không thể thiếu cái bước này, tại vì nó là một trong những cái sản phẩm hàm lượng dinh dưỡng rất cao để có thể tái tạo lại da. Nên là gì, khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm mà nó cải thiện được những cái vấn đề về nếp nhăn, về dinh dưỡng rất nhiều, thì nó sẽ hỗ trợ điều trị rất là nhiều những cái vấn đề trên da, từ thâm sạm, từ sạm nám, từ những cái vết thâm do mụn để lại, từ lỗ chân lông, đúng không ạ? Tại vì nó tái tạo lại da thì nó sẽ nâng cơ và elastin nó collagen nó được đan chồng chéo vào với nhau, thì như vậy là da của các anh chị nó sẽ căng lên, mà căng lên thì những cái lỗ nếp nhăn của các anh chị hoặc là những cái lỗ chân lông nó cũng sẽ được hồi phục các anh chị. Và đây thì nó có một cái đặc điểm nữa, nó có một cái đặc điểm nữa mà thực sự Mai Hậu rất là mê đối với cái sản phẩm này, là gì, chúng ta thoa lên ngay lần đầu tiên là nó sẽ trẻ hóa ngay. Các anh chị không tin á, khi mà các anh chị sử dụng cái Vita C này, các anh chị lấy về các anh chị thoa một bên mặt thôi, còn một bên các anh chị đừng có thoa nha, thì các anh chị massage ngược chiều lão hóa, các anh chị sẽ thấy là ngay lần đầu tiên các anh chị dùng á, nó sẽ cải thiện được những cái nếp nhăn ở khóe mắt, ở khóe miệng, với điều kiện là các anh chị massage ngược chiều lão hóa, đúng không ạ? Chính vì vậy nên là đây cũng là một trong những cái sản phẩm phiểu mà khi mà các anh chị đưa cho khách hàng trải nghiệm, là khách hàng thích ngay, mê ngay, là ngay lần đầu tiên người ta trải nghiệm cái sản phẩm và người ta đã thấy là cái nếp nhăn của người ta cải thiện ngay rồi. Nhưng không có cái sản phẩm nào mà thần tiên đến nỗi mà bôi vô một lần là nó trẻ ra ngay được 1 đến 2 tuổi liền, đúng không ạ? Nếu mà họ rửa đi thì sẽ trở lại trạng thái ban đầu thôi. Nhưng mà nếu như họ duy trì được 28 ngày thì cái việc mà trẻ ra 1 đến 2 tuổi là hoàn toàn có thể, tại vì nó cải thiện được nếp nhăn, mà cái độ tuổi chúng ta nó đến từ nếp nhăn các anh chị. Nên là gì, nếu như cải thiện được nếp nhăn thì tự nhiên là nó trẻ thôi, đúng không ạ? Và một trong những cái điều rất là quan trọng đối với cái sản phẩm Vita C này mà Mai Hậu muốn các anh chị hình dung đó chính là gì, nó chống lại cái sự oxy hóa làn da cực kỳ gọi là đỉnh. Nếu như để nói là đây là cái sản phẩm mà gọi là chống oxy hóa là số 2 thì Mai Hậu không tin là có sản phẩm nào số 1 đâu, tại vì Mai Hậu đã nghiên cứu rất nhiều những cái sản phẩm trên thị trường chứ không phải là chỉ nghiên cứu cái sản phẩm của Vita C nha các anh chị nha. Thành ra là gì, ở đây Mai Hậu sẽ có một cái ví dụ, Mai Hậu sẽ có một cái chai thuốc đỏ ở đây. Chai này á, thì nó sẽ minh chứng cho cái việc là làn da ta bị gốc tự do tấn công và những cái gọi là oxy hóa làm cho cái làn da ta nó trở nên là chảy xệ. Và các anh chị biết không, một cái sự thật mà rất là đau lòng đó chính là người trưởng thành giống như chúng ta một ngày có khoảng tầm là 10.000 gốc tự do tấn công. Nó tương tự nếu như mà chúng ta không nhìn thấy thôi, còn nếu mà chúng ta mà nhìn thấy thì nó tương tự giống như một cái tòa nhà đè lên người ta vậy các anh chị, rất là kinh khủng đúng không? Thì ở đây này, nếu như cái làn da của các anh chị mà mỗi ngày mà mình cứ phải tiếp xúc với bụi bẩn này, rồi khí độc hại này, rồi là tia UV này,
rồi là mỹ phẩm này, rồi là những cái gọi là những cái độc tố, hoặc là các anh chị sử dụng mỹ phẩm sai cách, hoặc là bụi bẩn đó, thì và gốc tự do nữa, thì các anh chị thấy là nó giống như cái việc mà chúng ta nhỏ cái sản phẩm thuốc đỏ này vào trong cái ly nước trong như vậy. À, nhưng mà ở đây thì Mai Hậu có một cái hộp Vita C này, thường thường thì Mai Hậu sử dụng nguyên cả bộ chứ không bao giờ mà Mai Hậu mua chai lẻ các anh chị. Thì đây sẽ là minh chứng cho cái lọ Vita C này, nó sẽ giúp cho chúng ta chống lại cái sự oxy hóa về cái làn da như thế nào. Đó, Mai Hậu sẽ nhỏ vào đây một vài giọt nha các anh chị nhé. À, một ống này. Và sau khi đó thì thậm chí là Mai Hậu không cần dùng đũa luôn. Mai Hậu chỉ cần lắc lắc nhẹ như thế này thôi. Thì nó sẽ làm cho cái ly nước chúng ta trong trở lại. Nó chứng minh cho cái việc là gì? Cái sản phẩm này nó chống oxy hóa. Nó chống những cái gốc tự do tấn công. À, rất là đỉnh của đỉnh luôn các anh chị. Và ví dụ như bây giờ các anh chị đã có Vita C trên cái làn da của các anh chị rồi đi. Nhưng mà nếu như các anh chị vẫn tiếp xúc với tia UV, vẫn tiếp xúc với những cái chất độc hại hoặc là những cái bụi bẩn, thì cái làn da của các anh chị nó sẽ tiếp xúc được, đúng không? Nó vẫn cứ tiếp xúc như thế. Nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng đã có Vita C ở trên làn da ta rồi, thì cái làn da ta nó sẽ nhanh chóng là nó có thể là cải thiện được cái làn da, và nó ngăn chặn những cái gốc oxy hóa tấn công lên cái làn da ta. Thì thực sự đây là một trong những cái sản phẩm mà Mai Hậu cực kỳ mê. Mê là vì nó nâng cơ trẻ hóa, mê là vì nó cải thiện được những cái vấn đề về lỗ chân lông, về nếp nhăn, về chảy xệ, về những cái sự gọi là già nua theo thời gian của làn da, và nó cứu rỗi cái độ thanh xuân của chúng ta. Nhưng mà gì, nó còn chống cái oxy hóa cực kỳ gọi là đỉnh của chóp nữa các anh chị. Và ví dụ như bây giờ Mai Hậu có nhỏ thêm đi nữa, thì cái làn da của các anh chị mà có Vita C rồi thì nó vẫn là gì, nó vẫn có thể là hồi phục được cái làn da. À đúng không ạ, cực kỳ đỉnh đúng không các anh chị. Nếu như da của các anh chị mà có bôi Vita C ở trên da mỗi ngày, các anh chị sẽ rất là an tâm khi đi ra ngoài, hoặc là các anh chị sẽ cũng rất là an tâm khi mà mỗi ngày chúng ta bị gốc tự do tấn công, thì chúng ta cũng sẽ không ảnh hưởng đến da là bao nhiêu, tại vì cái Vita C nó đã giúp cho chúng ta được cái điều đó rồi. À, đó là một trong những cái điểm mà Mai Hậu gọi là cái điểm cốt lõi khi mà bán hàng cho cái sản phẩm Vita C, đó là nâng cơ trẻ hóa da là cái điểm đầu tiên, và cái thứ hai là chống oxy hóa nha các chị. Nâng cơ trẻ hóa ngay lần đầu, và cái thứ hai là chống oxy hóa. Ngoài ra thì nó có tác dụng nãy giờ Mai Hậu đã chia sẻ với các chị rất nhiều. Còn thêm một số những cái thành phần của Vita C nữa, đó là endocyte, là một trong những cái thành phần mà làm tăng sự sản xuất của các sợi elastin và collagen, giúp giảm cái hiện tượng chảy xệ. Thì cái này thì nó rất là tuyệt vời. Hồi nãy Mai Hậu cũng vừa mới chia sẻ với các anh chị xong đúng không? Endocyte á thì làm tăng lưu thông máu trên da và giúp hồi phục các hư hại và làm đầy những cái rãnh nhăn và làm sáng da các anh chị. Thế nên là gì? Hồi nãy có mấy chị nói rằng là tại sao sử dụng Vita C nó làm sáng da hơn á, thì có cái thành phần này nên nó hỗ trợ cho cái làn da ta nó sáng hơn các anh chị. Và hơn nữa, khi mà da ta mà được lưu thông máu huyết á, thì da ta nó cũng đã rất là khỏe rồi các anh chị. Và ở đây có một số những cái thành phần khác như là arbutin thì làm giảm cái mức độ sạm da sau khi mà tiếp xúc với tia cực tím, tia UVA, UVB rồi này nọ đó, thì nó có cái thành phần này nên nó hỗ trợ rất nhiều và làm đều màu da, nó hỗ trợ điều trị nám tàn nhang nha các anh chị. Riêng cái thành phần này á thì nó có ít thôi, nên là chúng ta sẽ hỗ trợ điều trị nám tàn nhang. Chứ mà nếu mà trong cái sản phẩm này mà có cái thành phần này nhiều á thì nó lại thiên về điều trị nha các anh chị. Thành ra là gì? Ở trong cái Vita C á thì nó có một số những cái thành phần như thế này và hàm lượng nó vừa phải, nên các anh chị hỗ trợ điều trị nám và tàn nhang rất tốt. Ai mà đang gặp vấn đề về nám sạm tàn nhang thì sử dụng cái sản phẩm này một thời gian nó sẽ hỗ trợ. Và các anh chị muốn điều trị nám thì các anh chị kết hợp với cái thằng là điều trị nám Nacos ở bên mình, đúng không ạ? Và đây thì thực sự là những cái hình ảnh của Vita C thì chúng ta có lọ lẻ và lọ lớn. Thì thay vì là nếu khách hàng suy nghĩ thì chúng ta sẽ tư vấn cái lọ nhỏ dùng trước, thì Mai Hậu tin là khi mà mọi người mua lọ nhỏ rồi thế nào cũng mua lọ lớn cho xem. Nên là gì, ngay từ đầu Mai Hậu sử dụng lọ lớn luôn để tiết kiệm chi phí. Rồi ok, thì ở đây thì là có hướng dẫn sử dụng các anh chị. Các anh chị lưu ý là mình có thể dùng một ngày một lần vào buổi tối.
Đối với Mai Hậu thì Mai Hậu dùng luôn ban ngày, tại vì nếu như các anh chị dùng luôn ban ngày á thì các anh chị lưu ý là các anh chị tránh tiếp xúc với tia UV nha. Các anh chị tránh tiếp xúc với tia UV và nên dùng tốt nhất vào buổi tối, còn ban ngày thì các anh chị chú ý cái điều đó. Dùng sau cái bước nước cân bằng và trước cả tinh chất, trước cả serum và trước cả cream, nó là cái bước đầu tiên mà chúng ta dùng trong trong cái bước dưỡng. Và ở đây thì nếu như làn da nào mà nhạy cảm, làn da nào mà kiểu như là hay gặp vấn đề về kích ứng, hoặc là kể cả các anh chị mới sử dụng một cái sản phẩm dưỡng da nào mới, thì các anh chị nên dùng từ cái hàm lượng nhỏ đến hàm lượng lớn. Nha các anh chị, các anh chị đừng dùng một phát mà các anh chị dùng vồ vập luôn thì nó lại là sai cách. Nên là gì, ở đây các anh chị dùng một cái lượng vừa phải. Ví dụ như là mới đầu á, các anh chị dùng khoảng tầm 3 giọt. Sau khi mà dùng 3 giọt sau khoảng tầm 3 ngày thì các anh chị tăng lên, các anh chị dùng 4 giọt. Hoặc là ví dụ như các anh chị là da dầu thì các anh chị dùng khoảng tầm 3 đến giọt là nó vừa đủ rồi. Các anh chị đừng dùng nó quá nhiều. Còn đối với da khô của Mai Hậu á, thì Mai Hậu dùng một lần một ống như thế này để mà nó đủ cho cái làn da khô của Mai Hậu. Thì khi mà dùng như thế thì nó sẽ cải thiện được cái vấn đề về da của các anh chị. Và cái sản phẩm này thì da nào cũng dùng được, da nào cũng dùng được. Tuy nhiên thì có một số lưu ý là nếu như da của ai mà bị gọi là viêm mụn mũ mụn bọc thì chắc chắn là chúng ta phải ưu tiên điều trị mụn trước đã, và sau khi mà nó cải thiện được mụn mũ mụn bọc rồi thì chúng ta dùng cái Vita C này, chúng ta hồi phục những cái vấn đề về thâm, về do mụn để lại thì cực kỳ gọi là điểm của chóp luôn nha. Và ở đây thì có thể dùng một ngày hai lần, giống như Mai Hậu thì dùng một ngày hai lần, nhưng buổi sáng thì các anh chị lưu ý. Và ở đây có một cái mà Mai Hậu vẫn phải chia sẻ với các anh chị là cái kết cấu của cái Vita C. Vita C ấy, thì nếu như mà để mà lưu trữ được lâu á thì các anh chị phải sử dụng cái lọ tối màu hoặc là đồng màu. Thì riêng cái chai của mình thì cái màu ở trong nó như thế nào thì cái màu ở ngoài nó như thế đấy, để mà nó có thể giữ được cái sản phẩm nó lâu hơn các anh chị. Riêng về cái việc mà để mà hỗ trợ cho cái làn da thì rất là hay rồi đúng không? Nhưng mà các anh chị lưu ý là dùng á, nếu mà các anh chị dùng, một là các anh chị cất vào trong chỗ, nhớ là phải đậy nắp kỹ nha các anh chị. Nếu mà oxy vitamin C mà các anh chị mở ra như thế này các anh chị quên thôi, khoảng tầm nửa ngày thôi là nó bị oxy hóa ngay. Nên là các anh chị lưu ý là sau mỗi lần mà các anh chị dùng, các anh chị phải đậy nắp thật là kỹ vào, cất vào một cái nơi mát mẻ nào đó, hoặc là các anh chị cất cho luôn vào tủ lạnh thì các anh chị bôi lên, cái cảm giác bôi từ trong tủ lạnh ra trên da chúng ta thì rất là phê. Nên là nếu mà các anh chị bỏ tủ lạnh thì ok, còn nếu không thì các anh chị cất vào trong cái phòng của mình và tránh ánh nắng trực tiếp. Ok, ở đây thì có một số những cái feedback, và feedback thì nãy giờ các anh chị nghe những anh chị ở đây chia sẻ rồi. Mai Hậu thì đã bán sản phẩm này cho khách hàng rất nhiều, và đa phần là không có khách hàng nào chê cả. Và đây thực sự là sản phẩm mà Mai Hậu cũng rất là yêu thích các anh chị. Ok, thì đây là một số những cái phản hồi, và chắc là phần chia sẻ của Mai Hậu sẽ đến đây thôi ha. Rồi nhường lại sân khấu cho MC vì chia sẻ sợ lỡ giờ rồi. Ok, nha cả nhà nha. Vâng, xin được cảm ơn tổng đại lý Mai Hậu xinh đẹp của chúng ta đã mang tới cho tất cả mọi người một chia sẻ những kiến thức rất là tuyệt vời trong buổi sáng ngày hôm nay đúng không ạ? Qua phần chia sẻ của Mai Hậu thì mọi người đã biết được tác dụng của vitamin C như thế nào. Nó không chỉ làm cho làn da của chúng ta sáng lên, căng bóng lên, mà nó còn có tác dụng làm cho các vết nám của các chị em được giảm đi, và đặc biệt là các vết thâm mụn và những làn da nhạy cảm như trẻ em cũng có thể sử dụng được Vita C. Và Ngọc Anh cũng nhìn thấy được rất là nhiều câu hỏi, nhưng mà thời gian không cho phép, do vậy cho nên mọi người hãy vào Google, vào group của nhóm làm đẹp Mai Hậu đã lập ra để chúng ta có thể vào những câu hỏi để Mai Hậu có thể trả lời cho tất cả mọi người chi tiết cụ thể hơn nữa được không ạ? Và bây giờ thì mọi người đã nhìn thấy Mai Hậu của chúng ta không chỉ là xinh đẹp vì đẹp bề ngoài, mà thân hình của cô ấy cũng rất là quyến rũ, và đặc biệt là làn da của ấy rất là săn chắc. Vì sao mọi người có biết không ạ? Ngoài chăm sóc từ phía bên ngoài, ngoài những Vita C này, chống nắng này và các biện pháp chăm sóc làm sạch, thì cô ấy còn bổ sung từ phía bên trong, đó là các loại thực